Xin chào các bạn, đây là Chuyện Bên Lề lần thứ 221. Trước khi chia sẻ với các bạn những câu chuyện, tâm tình cũng như thư tín, Việt Thảo xin được chia sẻ những cái của Việt Thảo trước. Hôm nay Việt Thảo đang giảm cân và tính tới ngày hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2014 thì Việt Thảo cân nặng là 158.6 pounds, tức là tương đương với 71.9 kg. Như vậy trong vòng 10 ngày qua, từ lúc ngày đầu cho đến bây giờ, thì Việt Thảo cân nặng lúc đó là 172 pounds, bây giờ còn 158.6 pounds, như vậy là giảm được trong vòng 10 ngày là 13.4 pounds. Như vậy tổng cộng giảm được là hơn 6 kg. Có bạn hỏi Việt Thảo là có cần dùng thuốc gì hay không? Thì Việt Thảo xin thưa không có dùng thuốc gì cả. Chỉ ăn uống thức ăn chọn lọc, tập thể dục thể thao, chỉ có vậy thôi. Và ngày hôm nay Việt Thảo cũng đi được 6 dặm nha. 6 dặm cũng gần 10 cây số, vừa đi bộ vừa chạy bộ. Thì cũng báo tin vui với các bạn. Cho nên sẵn đây cũng khuyến khích nhau là cái chuyện mà mình muốn giảm cân, đừng có béo phì, đừng mập, không khó thực hiện. Việt Thảo dám nói câu này vì Việt Thảo đã thực hiện được, cho nên muốn trình bày với các bạn. Hiện giờ thì Việt Thảo đã giảm được hơn 13 pounds rồi. Khi nào mà giảm được đúng 22 pounds từ 172 còn 150, lúc đó thì Việt Thảo sẽ dùng nguyên một câu chuyện bên lề để tường thuật từ đầu tới cuối và trình bày mạch lạc hơn, ăn cái gì, uống cái gì, tập thể dục như thế nào hay làm cách nào để giảm cân cho có hiệu quả mà không cần dùng thuốc. Nhiều bạn đang thắc mắc hỏi Việt Thảo lắm. Tất cả những thắc mắc đó có thể các bạn tìm được bằng cách là đọc trên Facebook của Việt Thảo. Việc Thảo có tường trình mỗi ngày, mình coi theo đó suy nghĩ thì hiểu cách của Việc Thảo làm thế nào để giảm cân dễ dàng như vậy. Xin cảm ơn. Việc Thảo muốn điều này chia sẻ để chi? Để cho chúng ta cùng nhau giảm cân, cho sức khỏe nó tốt và mặc quần áo cho đẹp. Ok. Chuyện Bên Lề lần thứ 221 xin được tiếp tục. Có một điều là từ trước đến nay thì Việc Thảo có cơ hội đi máy bay nhiều. Có nhiều anh chị em thật sự mà nói cũng bay nhiều lắm, cũng ngồi nhiều hãng khác nhau. Nhưng mà đại đa số mình ít có cái cơ hội để đi máy bay. Phần lớn đi xe, đi tàu thì nhiều nha. Rồi có đi máy bay thì cũng ngồi ở hạng economy, tức là hạng kinh tế, hạng ở phía sau. Cho nên sẵn có cơ hội Việt Thảo có dịp đi và ngồi ở hạng business first, tức là ngồi phía trước. Thì trong các thức ăn người ta cho ăn trong cái chuyến đi vừa qua, từ bên Mỹ sang Úc Châu và trở về, thì Việt Thảo có chụp lại và xin giới thiệu để cho các bạn nào chưa có dịp đi máy bay hoặc là có đi máy bay mà không biết ở hạng sang, hạng thượng, hạng ở trên ngồi ăn uống cái gì, thì Việt Thảo xin giới thiệu để cho các bạn biết nha. Chỉ có vậy thôi. Rồi, bây giờ chuyến bay là từ bên Mỹ sang Úc Châu. Khi bay lên rồi thì lúc đó người ta bắt đầu cho ăn, và cách ăn đó là người ta đãi từ từ. Cho ăn từ từ chứ không có ăn dội. Ăn hết món này qua tới món khác theo thứ tự. Thì Việt Thảo có chụp lại một số hình ảnh. Nhiều khi nó không có thứ tự lắm thì Việt Thảo cũng xin giải thích từng hình ảnh một. Bây giờ cái hình đầu tiên ở đây là cái ly rượu chát, nước và một cái cup, một cái tách để mà đựng các hộp, nó gọi là nuts. Thì đây là cái thức ăn đầu tiên để cho mình ăn, cho khai vị. Mình muốn uống rượu chát hay uống nước ngọt, uống bia, uống cái gì cũng được cả. Đó là món thứ nhất. Sau khi ăn xong rồi thì người ta sẽ đãi cho mình cái món salad. Thì trong salad mà các bạn nhìn thấy trong hình thì nó có một phần bánh mì, có bơ, có tiêu, có muối, rồi hai cái đỏ đỏ là cà tomat salad, rồi phía bên thì có nước sauce, có chanh và có salmon, có cá, ri rau, để chúng ta ăn cái món salad này trước khi đi vào bữa ăn chánh. Thì bữa ăn chánh nó có hai món khác nhau, mình có thể chọn lựa. Thì Việt Thảo chọn lựa cái món steak, tức là bò, beef steak. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là miếng bò, rồi kia là khoai tây, rồi có đậu que. Đó là cái món ăn chánh. Thì đương nhiên bánh mì chúng ta ăn, rồi bơ, rồi nước uống, thì rượu gì đó là tùy chúng ta chọn. Rồi sau khi ăn cái món chánh xong rồi thì chúng ta có cái phần ăn tiếp theo nếu mình muốn. Có bánh nè, có cracker nè, có nho, rồi có cheese để chúng ta ăn với bánh mì, hoặc là ăn cái này để uống với rượu chát cũng rất ngon. Rồi sau đó thì chúng ta nếu thích nữa thì nó có cái phần tráng miệng là ice cream, kem. Thì ở đây thì Việt Thảo chọn vanilla ice cream với lại chocolate. Còn các bạn muốn topping, tức là cái phần ở trên đó cái gì cũng được nha.
nó có nhiều lắm, đại khái là như vậy. Sau khi ăn uống xong xuôi rồi thì mình có thể nghỉ ngơi ngủ gì đó cũng được, hay là coi phim, đọc sách, việc làm riêng của mình, thì người ta để cho mình chai nước. Đương nhiên không phải chi một chai uống suốt trong cái chuyến đi, nhưng mà đưa hết chai này mình uống thì hết có chai khác thôi. Còn đây là cái form, tức là cái mẫu để mình điền vào đó khi mình đến với nước Úc. Khi các bạn vào nước Úc thì phải điền mình có mang gì theo hay không, phải khai báo tên tuổi, qua ở địa chỉ ở đâu, rồi người ta muốn liên lạc như thế nào. Và đối với hạng ở trên thì người ta cho một cái arrival express, tức là cái miếng giấy đi di chuyển nhanh, nó có cái đường đi riêng để đi nhanh vào trong chứ không có xếp hàng nhiều chờ đợi như những người khác. Còn đây là vé máy bay của Việt Thảo. Việt Thảo ngồi ở hàng ghế 7C. Thì đây là trên cái vé máy bay mà in ra, thì các bạn thấy ở trên cái chữ United, tức là hãng máy bay, cái TSA Pre-check kế bên cái chữ United đó, TSA Pre-check, tức là dành cho mình đi vào. Ở trong đó nó có một cái hàng riêng mà không cần, thí dụ muốn vào bây giờ security an ninh của Mỹ đó, là vào mình phải cởi giày nịt, rồi lấy laptop ra, rồi đồng tiền hay những cái gì trong túi phải lấy ra, thì tất cả là phải đi làm theo cái thủ tục đó. Tuy nhiên TSA Pre-check tức là đã được kiểm soát trước bởi TSA, là cái tên gọi của cơ quan mà phụ trách phần phần an toàn đó. Mình không cần phải thủ tục đó, tất cả 3 in 1, tức là không cần cởi giày, không cần cởi giày nịt, không cần lấy laptop ra, chỉ cần nguyên vali để lên là đi qua thôi. Nó gọi là TSA Pre-check. Rồi Dược Thảo chỉ giải thích một số sơ nét thôi nha, tại vì trên này nó có nhiều cái chi tiết ở trên một cái vé máy bay. Kế ở dưới chữ United là cái tên của người đi, cái Taylor đầu là cái họ, rồi kế đó là Thomas là cái first name, cái tên, rồi chữ V tức là Victor, tức là cái middle name, tức là cái chữ lót, và MR tức là Mr. Los Angeles to Sydney, ở dưới đó là từ địa điểm là đi từ Los đến Sydney. Thì United 839 là cái ký hiệu của hãng máy bay, cái chuyến bay đó là hãng máy bay United số 839. LAX tức là ký hiệu của cái phi trường Los Angeles. SYD tức là Sydney. Bên phía bên này là cái giờ bay, thí dụ boarding time là 9:15, đại khái như vậy, rồi ghế ngồi 7C, rồi group 1 tức là khi mà mình boarding, tức là đi lên máy bay nó chia từng group. Group 1 đi trước, group 2, group 3, 4 theo thứ tự như vậy đối với hãng United. Đó cái này. Còn phía bên trái của Thảo là cái passport của Việt Thảo mang theo. Bây giờ đây là cái phần ăn mà sau khi máy bay gần tới Sydney, khi phi cơ gần đáp đó, thì lúc đó trời cũng gần sáng rồi. Và đây là cái bữa ăn sáng. Trong này các bạn thấy có sausage nè, có trứng nè, có khoai tây nè, có cà tomat nè, rồi trái cây có cam, có nho, rồi có croissant, rồi cái nhỏ nhỏ mà có cái màu hồng hồng đó là yogurt, tức là rau ua đó, rồi có bơ, rồi có cái hũ là jam, tức là cái chất ngọt để mà mình ăn với bánh, rồi có cà phê. Còn đây là cái màn hình để chúng ta xem phim. Đây là của Việt Thảo đang ngồi nhìn chụp. Kế bên là màn ảnh của người người bên cạnh, tức là nó có hai cái ghế sát nhau. Đây là hình mà Việt Thảo chụp toàn cảnh của một cái khoang, nó có bề ngang như vậy, tổng cộng là ở giữa bốn cái ghế, ở bên trái hai cái, bên phải hai cái, tức là sáu cái ghế. Còn phía bên dưới đó hình như ở giữa năm cái, rồi mỗi bên ba cái nữa, sáu với năm là 11 cái ghế. Đây là cái khoang của Business First. Hình ảnh kế tiếp là hình ảnh mà khi mà máy bay cất cánh đó, trước khi cất cánh người ta giải thích là khi gặp trường hợp accident, trường hợp mà emergency thì phải làm sao. If necessary, an oxygen mask will drop from above your seat. If a strap appears, pull it down to access your mask. Firmly comb the mask to extend the plastic tubing and start the flow of oxygen. Place over your nose and mouth. Slip the elastic band over your head and tighten the straps. The bag may not inflate while oxygen is flowing. Make sure your mask is secured before helping others. You'll find a life vest under or near your seat. When directed, pull the tab to remove the pouch, tear it open, remove and unfold the vest. Slip it over your head. Pull the straps from the back and attach the hooks to the ring in front. Pull the waist straps away from your body until they are tight around your waist. In first class, secure your shoulder strap over the life vest.
This aircraft is also equipped with infant light vests, which will be distributed if necessary. Please note, make sure your seat back is upright and that your seat belt is securely fastened. Please review the safety card located near your seat. If you have any questions, please ask your crew. Thank you for flying United. Thanks again, and enjoy your flight. Đây là cái hình ảnh của cái lounge, tức là cái United Club, cái chỗ mà ở Sydney mình chờ đợi để mà boarding, tức là chờ đợi lên phi cơ. Thì thay vì mình đi lòng vòng bên ngoài thì ở trong đó nó có cái chỗ lớn lắm. Còn đây chỉ cái bar thôi, cái nơi một trong những cái bar có rượu, có nước ngọt, có thức uống, có thức ăn nhẹ để cho chúng ta có thể giải khát hay là ăn dặn bụng trước khi lên phi cơ. Đây là vé máy bay từ Melbourne về LAX. Đó, các bạn nhìn thấy ở trên là cái hãng United, rồi TSA Pre-check, rồi tên họ của người đi, rồi thành phố từ cái destination từ đâu tới đâu, rồi chỗ ngồi, giờ boarding, đại khái như vậy nha. Thì bây giờ các thức ăn ở trên chuyến bay của từ Úc về Mỹ thì cái dĩa salad đầu tiên, cái cách trình bày nó hơi khác chút xíu. Rồi sau khi mình ăn salad xong là bây giờ qua bữa ăn chánh thì bận về đó, thì Việt Thảo chọn cái món là trù, thịt trù, tức là lamb chop. Thịt trù ăn với cái bột nó giống như bột bắp vậy đó, với lại đậu que. Còn cái miếng bánh mì mà ăn nửa chừng là tại vì Việt Thảo đang trước rồi. Chứ không phải anh ta dọn mà cái miếng bị bánh bể, cái bánh nó bể như vậy. Đây là cái dĩa thịt, cái dĩa cơm, dĩa phần ăn của Việt Thảo mà cái thịt trù đã cắt ra làm đôi. Mặc dầu là ở trên chuyến bay như vậy nhưng mà thịt làm rất ngon và làm đúng tiêu chuẩn, cũng vừa chín tới chứ không phải là làm thật chín. Còn đây là cái phần như mà các bạn biết là sau bữa ăn đó, nó có phần chi, phần trái cây, phần bánh. Nếu mình thích thì mình ăn thêm để uống với rượu chát. Còn đây là cũng là kem. Lần này thì Dược Thảo xin cái chocolate nhiều hơn, thích ice cream ăn với chocolate. Rồi còn đây là cái phần thức ăn sáng trước khi phi cơ đáp xuống phi trường Los Angeles. Thì nó cho ăn là cũng có trứng, có sausage, có cà, có trái cây, nhưng mà nó hơi khác. Hơi khác lúc chuyến đi. Đó là sơ nét qua về cái thức ăn mà Việt Thảo có dịp thưởng thức ở trên chuyến bay United, của hãng máy bay United từ Los Angeles đi sang Sydney, Melbourne và ngược trở lại từ Melbourne trở về Hoa Kỳ trong cái chuyến đi như vậy. Thì cũng xin được giới thiệu để cho các bạn xem qua, đặng thấy thêm một phần nào những cái mà chúng ta khó có cơ hội để thấy được nếu không có dịp đi những chuyến bay đường dài hay là ngồi ở những cái hàng phía trên nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi trong Chuyện Minh Lê 221 lần này. Bây giờ vô cái chia sẻ những câu chuyện mà các bạn gửi về. Lần này Việt Thảo xin chọn câu chuyện của Mai Nguyễn 7 gửi, đó là câu chuyện có tựa đề Ba Chuyện Tình. Một câu chuyện trong đó gồm ba câu chuyện: tình bạn, tình mẹ và tình người. Thì tình bạn, tình mẹ, tình người như thế nào? Bây giờ mình đi từng câu chuyện trước, tình bạn trước nha. Tình bạn với cái chủ đề là tại sao anh khóc. Có một anh nội đến gõ cửa nhà anh bạn Bedwin để nhờ vả. Cái người bạn này tên là Bedwin. Tôi muốn anh cho tôi mượn 4.000 dinar vì tôi phải trả nợ. Anh giúp tôi được không? Nói chung là có một người bạn đến nhà một người bạn mượn tiền để trả nợ. Thì anh bạn mới bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có. Nhưng mà cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền. Khi anh nọ đi rồi thì vợ thấy chồng mình ngồi khóc. Người vợ mới hỏi, sao anh lại buồn? Giờ đến lượt hai vợ chồng mình lại nợ hàng xóm, có phải là anh sợ mình không trả nợ nổi? Người chồng mới đáp, chẳng phải vậy đâu. Anh khóc vì anh ấy là người anh rất quý mến. Vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ tới anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa hỏi mượn tiền. Thâm thúy lắm, hay quá. Rồi về tình mẹ thì như thế nào? Câu chuyện tình mẹ với cái tựa đề không chịu buông tay. Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè,
một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát. Cậu mừng rỡ nhảy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau. Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càng gần cậu con trai của mình hơn. Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ. Nhưng đã quá muộn rồi. Đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đã đớp được vào cái chân cậu. Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khỏe hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay được. Lúc đó một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu vội vã của người mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu. Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra. Sau hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng mà chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp. Bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công. Khi một phóng viên tới gặp cậu bé lúc cậu đã hoàn toàn bình phục, thì phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé đã kéo cái ống quần lên để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên được. Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã. Cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn. Cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu. Khi người mẹ dồn tất cả sức lực và yêu thương để giữ lại đứa con trai yêu quý, cậu bé nói với phóng viên, chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được. Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay. Thương. Lời bàn, trong cuộc sống, những người cha, người mẹ luôn như thế đấy. Họ yêu đứa con của mình bằng cả trái tim và chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau đớn và nắm giữ lấy ngay cả những hy vọng nhỏ nhoi, mong manh nhất, chỉ cần đứa con mình được sống, được no đủ và êm ấm. Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng sẽ không bao giờ buông tay khi con mình đang ở trong tận cùng của hiểm nguy. Nơi bình yên nhất chính là trong vòng tay gia đình thân yêu. Gia đình chính là nơi bình yên và luôn giang tay che chở ta, là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai. Hay quá. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện về tình người như thế nào, với cái tựa đề là Tiếng Đóng Cửa. Tôi mới chuyển đến nơi ở mới. Cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon thì tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu. Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi. Mẹ tôi khuyên, thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng có vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm. Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người hàng xóm. Có người khuyên, bà và chị cố gắng chịu đựng, tiếng đóng cửa đó một thời gian chắc sẽ không lâu đâu. Rồi người ấy nói tiếp, nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời, người mẹ bị ung thư liệt giường không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con, hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm. Cậu thanh niên này thì mới chỉ độ 16 tuổi, tôi tự nhủ, trẻ người non dạ, thôi mình cố chịu đựng thôi. Thế nhưng cái tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra, cho nên tôi quyết định lên lầu nhắc nhở. Cậu bé mở cửa hốt hoảng xin lỗi, ô gì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Thế nhưng cứ khi tôi vừa thiêu thiêu giấc ngủ thì tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức. Mẹ tôi an ủi, ráng đi con, có lẽ nó quen rồi, từ từ mới sửa được. Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe,
Liên khép cửa thật nhỏ và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi nói với mẹ, mẹ nói đúng thật. Nhưng tôi bỗng bất ngờ khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ. Mẹ tôi nghẹn ngào nói, mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi. Tội nghiệp thằng bé ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn. Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi. Trong tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy. Cậu bé cúi thấp đầu tiến đến gần tôi và nói, dì ơi, nhiều lần cháu làm dì mất ngủ, cháu xin dì tha lỗi. Rồi cậu nói trong tiếng nấc, mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ. Cháu đóng cửa mạnh, để mẹ biết cháu đã về, có thể bà mới an tâm ngủ. Nay thì mẹ cháu không còn nữa gì ạ. Nghe câu chuyện tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai. Lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra. Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ, và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời. Xin bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình. Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại, tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường để mặc lấy tâm tình yêu thương. Tạo hóa ban tặng riêng chỉ có ở con người. Thương quá, đó là ba chuyện tình, tình bạn, tình mẹ và tình người mà các bạn vừa thưởng thức trong chuyện bên lề lần thứ 221. Bây giờ Việt Thảo xin được tiếp tục bằng những tâm tình của các bạn và những câu hỏi. Chào chú, xin cho con ý kiến. Con và chồng con tranh cãi nên sinh bao nhiêu đứa con? À, hai vợ chồng tranh cãi sinh bao nhiêu đứa? Hiện giờ vợ chồng con đã có một cháu gái 2 tuổi rồi. Con thì thích có 3 hoặc 4 đứa, nếu được hai trai hai gái càng tốt. Chồng con thì chỉ muốn có một đứa thôi. Chồng con đưa lý do là thời buổi bây giờ kinh tế không tốt, việc làm khó khăn, con người càng ngày càng loạn, nào là giết người hành hạ trẻ em, đồ ăn thức uống gì cũng hại, còn nói bây giờ đi đâu cũng nguy hiểm. Chồng con nhắc lại chuyện năm ngoái ở tiểu bang nào đó tại trường học, 20 em bé bị bắn chết, và bên Colorado đi vào rạp chiếu phim cũng bị bắn. Chồng con nói làm cha mẹ rồi mới hiểu được cảm giác đau đớn như thế nào mỗi khi đọc những tin đó. Nói chi là xảy ra cho chính con cái của mình thì đau đớn biết chừng nào. Chồng con nói thà có một đứa thôi, rồi mình dành hết tình thương cho con, siêng năng làm việc để mai này để lại hết tất cả cho con. Con có cuộc sống tốt hơn, nếu có nhiều con thì mình sẽ không lo đầy đủ hết cho từng đứa. Về phần con thì đưa lý do là hai vợ chồng mình dư sức lo nổi cho các con, vì cuộc sống vợ chồng mình cũng khá, không đến nỗi nghèo khổ thì sợ gì mà không đẻ. Con nói với chồng là em thích gia đình mình đông con thì mới vui. Mỗi khi đi làm về, đến giờ ăn cơm, cả nhà sum vầy bên nhau, cả nhà nhộn nhịp thiệt là vui và ấm cúng. Nếu có một đứa thì tội nghiệp cho con, không có anh chị em chơi với nhau. Lúc hai vợ chồng mình bận công việc không chơi với con được, thì ít ra cũng có anh chị em chơi với nhau chứ. Chú Việt Thảo ơi, con có suy nghĩ như vậy vì con đã từng trải. Lúc con còn nhỏ, gia đình con bắt đầu định cư ở Mỹ và mọi người trong gia đình phải lo đi làm hai jobs để bắt đầu cuộc sống mới. Riêng con còn nhỏ nên chỉ đi học và ở nhà một mình, cảm giác thật lẻ loi và buồn bã. Cuộc sống của con như vậy cho đến lớn, vì vậy con luôn ước có một gia đình đông con cái. Xin chú cho con ý kiến nhé. Dạ, cảm ơn chú. Người chồng muốn một con, người vợ muốn nhiều con. Người chồng diện lẽ là kinh tế khó khăn, rồi thời buổi loạn lạc dễ chết chóc, nha, nguy hiểm, con đứa thôi tập trung lo cho nó. Người vợ thì muốn đông để cho anh em an ủi vui vẻ với nhau, nha, hạnh phúc, đông con nhiều phúc, cái kiểu như vậy. Bây giờ phải làm sao đây? Thôi bây giờ nói chung như thế này. Bây giờ nói với người chồng,
Hồi xưa cha mẹ mình đâu có lo mình cho tới khôn lớn đâu. Tới mức nào rồi mình đi hết trơn rồi. Cho nên tự mình có thể lo được. Rồi xã hội cũng lo cho mình nhé. Cho nên con cái mình sinh ra không phải là chỉ có mình lo không đâu. Không phải là nhiều đứa, trừ trường hợp mình không có khả năng lo, thì cái đó chú không có ý kiến. Nhưng nếu mình có khả năng lo được cứ sanh. Mà bây giờ cho dù mình không lo nổi thì chính phủ cũng lo được nhé. Không có gì cả. Rồi bây giờ cái thứ hai, nếu đặt vấn đề chỉ con đứa con mà bây giờ chính chính chồng con nói là thời buổi loạn lạc nguy hiểm chết chóc đủ chuyện hết, thì chú hỏi nếu có con đứa lỡ nó chết còn sao? Tại sao mình không sanh nhiều đứa để rủi sinh lỗi? Đời sống mà vô thường, lỡ tai nạn bệnh hoạn cái chuyện đó xảy ra bình thường thôi, lỡ đứa này có mất cũng còn đứa kia chứ. Bây giờ nếu duy nhất chỉ có một đứa mà đứa con gái nữa mất hết, phải không? Rồi cho nên theo chú thấy nếu có khả năng được nên sanh cứ sanh. Hỏi chồng con ai đẻ? Tôi đẻ mà, chứ đâu phải ông đẻ. Tôi đau mà, tôi mang nặng mà, chứ ông có mang nặng đâu. Còn ông nói đi làm nuôi cực khổ, tôi cũng đi làm nuôi cực khổ vậy, phải không? Nếu mà mình chỉ nghĩ cho mình, chồng con thì khôn lắm, nghĩ là nghĩ cho đứa con, thành ra mình nói không được. Có nhiều cặp vợ chồng bây giờ sợ đông con, cực khổ quá lo không nổi. Cái đó có, cái đó sự thật mà. Ai mà có một hai đứa con hỏi sanh nữa không? Ô, lắc đầu sợ quá. Tại vì ở Mỹ lo cho một đứa con cực khổ dữ lắm, từ lúc mang thai cho tới sinh ra. Nó khác ở nơi khác bỏ lăng cù ra cũng được, nhưng mà ở Mỹ không có. À, nào là sanh ra nuôi nấng dạy dỗ đủ chuyện hết, cho nên ai cũng lo. Nhưng mà nói chung như chú vừa nói, mang nặng đẻ đau là con, nuôi con cái là cùng vợ chồng. Thời buổi mà loạn lạc nguy hiểm này, đời sống vô thường, không biết chết nay sống mai, khổ quá, thì nên sanh thêm đi, để lỡ có cái chuyện gì mình còn đứa khác nữa nha. Mà cái quan trọng không phải cái đó, mà là để cho anh chị em nó có cơ hội để mà sống chung với nhau. Rồi khi lớn lên lúc đó rồi mình mới thấy quan trọng lắm. Khi mình trăm tuổi già mình mất rồi, mình lớn rồi, hoặc con cái mình nó ra ở riêng rồi, nó cu ki có một mình tội nghiệp lắm. Có anh có chị có em đùm bọc nhau, lỡ đứa này bị sa cơ còn khác đứa khác giúp đỡ được. Bây giờ Dịch Thảo ở đây mình nè, lỡ có cái gì không ai lo được hết trơn á, thấy chưa? Cho nên 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 có thêm ít nhất một đứa nữa đi, trừ trường hợp nha, chú nói cái này rõ, nếu con đã trên 35 tuổi rồi thì thôi ngừng. Còn nếu con muốn thì cũng được, nhưng mà hơi risky chút xíu nhé. Dưới 35 tuổi thì tha hồ cứ sanh tới nữa. Rồi chỉ có vậy thôi. Cảm ơn. Chị Minh Lê lần thứ 221 xin được tiếp tục. Cháu thắc mắc một điều, thường trong phim cảnh sát hay ăn bánh donut, chú có biết tại sao không ạ? Trước hết phải nói bánh donut là gì. Các bạn ở Việt Nam cũng có người biết, cũng có người không biết. Mình phải nói cái bánh donut là gì. Cái bánh donut là bằng bột và với đường. Có khi bột làm ngọt ngọt với đường thôi. Có khi không có đường cũng có. Ăn uống cà phê rất ngon và nó rất gọn. Cho nên á, ở bên Mỹ nó có nhiều tiệm donut lắm. Thì tại sao mà mình thường thường thấy cảnh sát hay ăn bánh donut là tại vì nó tiện. Thí dụ đậu vô một cái rồi mua một vài cái bánh donut ăn uống cà phê là đi làm việc, hoặc để trên xe cũng rất tiện, hơn là vô ăn tô phở hay là ăn cái hamburger nó nhiều quá nha. Mà với lại bánh đó là bột chứ đường, cho nên ăn nó dễ no lắm. Dễ ăn, ăn cũng ăn ngon. Với lại các tiệm donut thường hay là donate cái donut đó cho cảnh sát, tại người ta đi bảo vệ khu vực mà đâu có bao nhiêu tiền, 1, 2, 3 đồng bạc, thành ra cứ ghé ăn thì các tiệm donut thường hay là donate, tức là cho những người cảnh sát đã ăn, không có tính tiền, thành ra cũng gọn. Chạy ngang người sẵn ghé tiệm donut ăn miếng donut uống cà phê để làm việc, chỉ vậy thôi. Cho nên mình thường thấy cũng có người cảnh sát người ta vô ăn tiệm mà tại mình không thấy thôi nha. Rồi chị Minh Lệ lần thứ 221 xin được tiếp tục. Đầu năm 2014 em xin chúc anh Thảo và gia đình thật nhiều sức khỏe. Anh Thảo ơi, chắc có lẽ em là người cuối cùng hỏi anh về loại thuốc Mildisto, cây của nó ra làm sao và đi đâu kiếm được. Anh cho em xin toa thuốc giải độc. Đại khái là có người bị bệnh gan, xin để giúp đỡ này kia nọ. Em hiện giờ đang ở bên Úc. Ok, đại khái như thế này. Cái này nó đã lâu lắm rồi. Cái toa thuốc sổ độc và giải độc Việt Thảo đã post ở trên Facebook
các bạn nào muốn thì vào trong Facebook nha, tìm năm 2013 nha, hoặc 2012, tìm lại nó còn ở đó đủ hết. Còn cây cây Mildistol như thế nào thì mình lên trên Google mình search cái mình thấy liền, và mình biết được nó mọc ở đâu nữa, đại khái như vậy. Cho nên rất nhiều người vẫn tiếp tục hỏi Việt Thảo. Cái cách hay nhất thì lên trên Facebook tìm lại nha, hoặc lên YouTube cũng có chỉ hướng dẫn đàng hoàng. Còn Việt Thảo thực sự bây giờ không có giữ cái toa thuốc đó nữa, đã để lên Facebook cho mọi người cùng xem nha. Xin cảm ơn. Chị Minh Lê lần thứ 221 xin được tiếp tục. Xin chú giấu tên. Chào chú Thảo, kính chúc chú và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Con rất thích coi chuyện Minh Lệ của chú vì con thấy chú trả lời rất thật thà và hơi hề nên coi hoài không chán. Con có chút vấn đề xin chú giúp con ý kiến. Hai vợ chồng con năm nay 40 tuổi, lấy nhau được 17 năm và có được 4 cháu. Hai vợ chồng đều đi làm và phải bận rộn lo cho con cái không ngừng, nên con không còn sức lực nghĩ tới chuyện chăn gối nữa. Đối với con, giờ tí canh ba là một ác mộng khủng khiếp. Ông xã con không đồng ý rồi giận hờn đủ thứ, bực bội rồi la nạt mấy đứa nhỏ vô lý. Rồi như thế vợ chồng cứ lục đục hoài. Chú nghĩ con phải nói sao cho ảnh hiểu là không liên quan gì đến thương hay không thương, mà là già rồi phải nghỉ ngơi tranh thủ, lo đi là để lo cho con cái. Tranh thủ lo đi là để lo cho con cái. Cảm ơn chú nhiều. Cái quan niệm của con sai rồi. Mới có 40 tuổi phải không? Yeah, mới có 40 tuổi hả? Mà cái chuyện ân ái, cái chuyện vợ chồng mà con nói là già rồi không có đúng. 60 cũng chưa già, 70 cũng chưa già. Cái chuyện vợ chồng là cái chuyện mãi mãi vĩnh viễn, cho đến khi nào chấm nhắm mắt lìa đời thì thôi. Nhá. Cho nên cái chuyện vợ chồng là phải có, chuyện ân ái là phải có. Nếu con diện lẽ là bây giờ bận biểu lo cho con cái quan phút thời giờ, cái đó là con tự phá đi cái hạnh phúc của gia đình con, và chính con cũng đã bỏ đi được cái đời sống hạnh phúc của con đối với chồng con và gia đình. Vợ chồng cũng phải có chăn gối mặn lòng. Con thực sự suy nghĩ lại coi, có phải con dành hết thời giờ cho con cái đến độ con không có thời giờ cho vợ chồng, hay ngoài cái chuyện con cái con còn mất biết bao nhiêu thời gian cho bạn bè, cho nấu nướng, cho làm bánh, cho hội họp, cho chuyện đi shopping, cho đủ chuyện trên trời dưới đất khác, kể cả internet. Cái gì cũng vậy, trong đời sống gia đình sắp xếp lại, tổ chức lại. Con cái nó cũng có giờ giấc, giờ giấc mình đi làm cũng có giờ giấc. Làm gì vợ chồng mà sắp xếp không được dành cho nhau 15-20 phút thoải mái bên nhau, có phải không nè? Cho nên cái chuyện mà con trách chồng con chưa chắc đã đúng, mà cái chuyện vợ chồng chồng con bực bội lỗi cũng do con nha. Cho nên cố gắng sắp xếp đi, trừ trường hợp con không muốn nữa, con không thích nữa trong cái đời sống chăn gối vợ chồng. Cho nên cái chuyện của con mà nếu không sắp xếp đàng hoàng thì chú e rằng một cái ngày nào đó gia đình của con nó không còn tồn tại như ngày hôm nay, hoặc hạnh phúc như trước kia. Cái quan điểm của con hơi kẹt lắm. Chú đọc chú thấy chú lo. Là một cơn ác mộng khủng khiếp. Chuyện vợ chồng là cái chuyện nghệ thuật mà. Cái đời sống vợ chồng là một nghệ thuật. Yêu thương nhau. Con còn thương chồng con không? Yêu chồng con không? Tại sao hồi đó yêu thương đến độ đẻ được 4 đứa con? Rồi giờ có 4 đứa con dịnh vào cớ 4 đứa con không còn yêu thương chồng mình nữa. Nhưng chú chỉ nói tới đó thôi. Con suy nghĩ kỹ lại. Chuyện Minh Lệ đến đây cũng khá dài rồi. Thôi mình có thể sắp sửa chấm dứt được. Việt Thảo không có trả lời thư tín nhiều được hôm nay là vì thể theo lời yêu cầu của rất nhiều bạn để biết thêm về trên cái chuyến bay nó có những gì đặc biệt mà các bạn ấy không biết. Tại là cái phần đó cũng chiếm khá nhiều thời gian. Việt Thảo rất tiếc là mình phải ngưng ở đây. Trước khi ngưng thì xin đọc một cái suy gẫm của Pamela Trần gửi cho Việt Thảo. Cái suy gẫm như thế nào? Việc Thảo xin đọc ra để các bạn cùng suy gẫm. Cái gì đã cũ là cũ, cô đánh bóng cũng không thể mới. Cái gì đã qua là qua, cô quay trở lại cũng chẳng như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàng gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt, có ráng nối lại cũng chẳng tồn tại dài lâu. Cái gì đã đi là đi, có níu kéo nó về cũng chẳng còn là của mình nữa. Cái gì phải quên là quên, có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm. Sự tin tưởng giống như một tờ giấy, một lần bị giò nát nó sẽ không thể toàn hảo một lần nữa. Khi ai đó rời bỏ ta,
Hãy để họ ra đi. Số phận của ta không bao giờ kết chặt với những ai quyết tâm rời bỏ ta. Họ không phải là người xấu, chỉ là họ đã kết thúc vai trò trong câu chuyện của cuộc đời ta mà thôi. Còn ba thứ trong đời không nên tiếc nuối, đó là tình yêu đã ra đi, người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. Đó là một vài đề tài để suy gẫm. Mong rằng các bạn suy gẫm những đề tài. Và đúng hay sai, Việt Thảo không biết nha. Hãy để cho các bạn coi coi nó có thích hợp một phần nào trong cái đời sống của mình hay không. Chuyện Minh Lệ lần thứ 221 đến đây xin tạm chấm dứt. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyện Minh Lệ kế tiếp. Trong cuối tuần này, Việt Thảo sẽ có mặt tại Như Lai Thiền Tự. Trong 2 tuần lễ cung nghinh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới về với San Diego trong năm 2014 nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you.